Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trần Như xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là bản tin rút ngắn trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018. Thưa quý vị, phiên tòa phúc thẩm xử nhà báo độc lập Đỗ Công Đương với cáo buộc gây rối trật tự công cộng diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 11 và kết thúc lúc 13 giờ 10 phút với kết quả bị tuyên y án 4 năm tù giam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đỗ Công Đương cho rằng ông không vi phạm điều luật này vì nơi xảy ra vụ việc không phải là không gian công cộng và không có bằng chứng ông Đương gây ách tắc giao thông. Theo luận cứ bào chữa của luật sư, ông Đương không phải là người tổ chức hay chủ mưu cầm đầu vụ việc khoảng 30 người dân xóm Trúc, thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn chuẩn bị ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, băng rôn, phản đối thu hồi đất ngày 24 tháng 1 năm 2018. Cựu tù nhân lương tâm Lê Thu Hà, người bị chính quyền Hà Nội buộc đi lưu vong ở Đức cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài, hồi tháng 6 năm 2018, bất ngờ trở về Hà Nội vào tối ngày 20 tháng 11, nhưng đã bị trục xuất trở lại Đức. Một người thân không nêu tên của cô Lê Thu Hà xác nhận với Đài Á Châu Tự Do, cho biết cô này bay từ Đức và đặt chân đến sân bay Hà Nội vào khoảng 7 giờ 30 tối ngày 20 tháng 11. Sau đó cô có gọi điện về cho gia đình để báo tin, nhưng mất liên lạc với gia đình sau đó. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho Đài Á Châu Tự Do biết ông nhận được thông tin từ cơ quan ngoại giao Đức, cho biết cô Hà hiện đang ở Bangkok, Thái Lan để chờ làm thủ tục quay lại Đức. Cô Lê Thu Hà năm nay 36 tuổi, là giáo viên dạy Anh văn trước khi trở thành thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền dân chủ ở Việt Nam. Cô bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nhưng sau đó cô bị chuyển tội danh thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cô Hà bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên mức án 9 năm tù giam và 2 năm quản chế trong phiên tòa ngày 5 tháng 4 năm 2018 cùng với 5 thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ. Và thưa quý vị, Trung Quốc vừa tiến hành xây dựng cơ sở quân sự mới trên đảo Bombay ở quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam theo hình ảnh vệ tinh được sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cung cấp hôm 20 tháng 11. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc nhỏ mới được xây trên đảo có mái che radar và các tấm năng lượng mặt trời. Mục đích của cơ sở mới này hiện chưa rõ làm gì, nhưng theo đánh giá có khả năng là để phục vụ mục đích quân sự. Vẫn theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, với vị trí chiến lược của đảo Bombay ở Hoàng Sa, việc xây mới là đáng quan tâm và có khả năng những cấu trúc tương tự cũng sẽ được Trung Quốc cho xây lắp ở những nơi khác ở Biển Đông. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin rút ngắn của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem lại toàn bộ bản tin và chi tiết tổng hợp của chúng tôi bằng cách truy cập vào YouTube OAV Tiếng Việt của bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần sau. Biết chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.